Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, sáng nay đã đến kiểm tra nhà máy X-52, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân. Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao những kết quả nhà máy X-52 đạt được trong thời gian qua, nhất là việc bảo đảm sửa chữa các loại tàu quân sự hiện đại, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, nhà máy X-52 cần tập trung huấn luyện làm chủ trang bị và công nghệ mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sửa chữa các loại phương tiện tàu thuyền. Bên cạnh đó, nhà máy phải có kế hoạch xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, kịp thời đề xuất lên các cấp để có giải pháp định hướng, bổ sung về con người, trang bị vật tư, chính sách thu hút đãi ngộ, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thời gian qua, nhà máy X-52 đã đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghệ sửa chữa vũ khí khí tài hiện đại, đưa vào khai thác đúng công năng, phục vụ đắc lực cho sản xuất, sửa chữa tàu quân sự và dân sự. Nhà máy X-52 đã phối hợp với các cơ quan đơn vị sửa chữa tàu và vũ khí khí tài theo kế hoạch, chỉ tiêu trên giao và chủ động phối hợp với các nhà máy khác để sửa chữa theo nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng.